Nói đến mảng trinh thám tội phạm, Agatha Christie là một cái tên không thể bỏ qua. Bà không chỉ là tác giả của nhiều tiểu thuyết trinh thám bán chạy nhất mọi thời đại, những tác phẩm của bà còn trở thành nguồn cảm hứng lớn cho nhiều tác giả khác. Aoyama Kosho, cha đẻ của thám tử nhí Conan, cũng là một trong số đó. Thế nhưng, bên cạnh những kiệt tác để đời, Agatha Christie còn được nhớ đến như một trong những nghi phạm đáng ngờ nhất trong vụ án của chính mình. Vậy nên, ngày hôm nay, hãy cùng PKD vén màn bí mật đằng sau câu chuyện trinh thám có tên Agatha Christie. Agatha Christie, tên khai sinh là Agatha Mary Clarissa Miller, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1890 tại Turkey, Devon. Ngay từ nhỏ, Agatha đã tỏ ra tư chất khác thường. Bà không thể chịu được những nghi lễ giáo điều được áp đặt lên những người phụ nữ thời đó và luôn muốn tự do làm những điều mình muốn. Vậy nên, thay vì ở nhà làm nội trợ như những người phụ nữ khác, bà đọc sách, tập viết và đặc biệt luôn tò mò về thế giới xung quanh. Khát khao tìm kiếm tri thức của Agatha là quá rộng lớn so với cuộc sống tù túng và tẻ nhạt của miền quê Anh Quốc. Thay vào đó, bà lại thấy sự tự do và phóng khoáng của thành phố Paris hợp với mình hơn. Thế nhưng, không dừng lại ở Paris, Agatha lại tiếp tục lên đường đến Cairo. Một phần là để tìm kiếm phương thuốc chữa bệnh cho mẹ, một phần là để tích lũy thêm kiến thức cho công việc viết lách. Khi trở về, bà kết hôn với Archibald Archie, một phi công người Mỹ, vào đêm Giáng sinh năm 1914. Đây cũng là lúc bà bắt đầu viết một vài tập truyện ngắn. Những bản thảo đầu bị từ chối rất nhiều, thế nhưng bà vẫn kiên trì viết. Đến năm 1920, thảm kịch bí ẩn ở Styles, tác phẩm đầu tay của bà, chính thức được lên kệ. Mặc dù mới chỉ là một tân binh, thế nhưng những tác phẩm của bà dần chiếm được cảm tình của khán giả. Năm 1926, vụ ám sát ông Roger Ackroyd trở thành một bước đột phá lớn trong sự nghiệp, khiến Agatha trở thành một trong những gương mặt có triển vọng nhất trong mảng truyện trinh thám lúc bấy giờ. Thế nhưng, đứng trước đỉnh cao sự nghiệp, một biến cố bất ngờ xảy ra. 4 tháng 12, buổi sáng thứ Bảy, xe của Agatha được phát hiện trong tình trạng bánh trước đã long ra, bên trong có bảng lái xe đã hết hạn và vài bộ quần áo bằng ghế sau. Cảnh sát liên lạc đến số máy nhà của Agatha. Những người hầu bảo rằng, 9 giờ 30 phút tối hôm trước đó, ngày 3 tháng 12, Agatha lên tầng trên, ru con gái ngủ, rồi rời khỏi nhà bằng ô tô và biến mất kể từ lúc đó. Cảnh sát tiếp tục tìm đến Carlotta, một trong những người bạn thân nhất của Agatha, kiêm thư ký, kiêm bảo mẫu và kiêm luôn gia sư cho con gái duy nhất của bà. Tối hôm đó, Carlotta vì việc riêng tư đã không có mặt ở nhà. Khi cô trở lại thì thấy một bức thư đến từ Agatha. Nội dung chủ yếu của bức thư là thông báo về lịch trình trong những tuần tới và thông báo rằng bà đang trên đường đến Yorkshire, nhưng trong đó có xen lẫn vài dòng đáng ngại như "Đầu tôi như muốn nổ tung vậy". Một bức thư khác cũng được gửi tới cho Archie, người chồng hiện tại của Christie. Hai người đã bên nhau suốt 12 năm. Cuối tuần hôm đó, Archie vì lý do cá nhân đã không có mặt ở nhà. Nhưng ông khẳng định rằng tình trạng sức khỏe của vợ không có gì bất thường trước khi ông rời đi. Sau khi về đến nhà và được thông báo về sự mất tích của vợ, Archie lại tiêu hủy bức thư đó. Những ngày tiếp theo, khi bị tra hỏi, Archie đều tỏ vẻ rất thận trọng mỗi khi nhắc đến bức thư, cho biết nội dung bức thư là một việc rất riêng tư mà ông không thể bàn bạc chi tiết. Sĩ quan William Kenwood dẫn theo 7-8 cảnh sát khác tiếp tục điều tra khu vực xung quanh chiếc xe. Bên cạnh đó là một hồ nước lớn, thường được gọi là hồ câm lặng. Một hồ nước đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm của Christie. Nghi ngờ rằng nữ tác giả đã nhảy xuống hồ tự sát, cảnh sát đã tìm kiếm dưới lòng hồ và những khu vực xung quanh mặt hồ và chiếc xe. Thế nhưng cuộc tìm kiếm chỉ là công cốc, không thu về manh mối gì. Ngày 5 tháng 12, Chủ nhật. Không có đầu mối, việc điều tra trở nên ngày càng khó khăn. Mọi nghi ngờ bắt đầu đổ dồn về Archie, nhiều nghi vấn được đặt ra. Tại sao ông lại tiêu hủy một trong hai bức thư duy nhất mà vợ gửi đi trước khi mất tích? Trong thư có gì mà khiến ông phải giữ kín nội dung của nó như vậy? Mặc dù về sau, phía cảnh sát đã có thể xác minh được bằng chứng ngoại phạm của ông, thế nhưng một bí mật động trời khác lại bị khơi ra. Người làm chứng cho Archie lại chính là cô tình nhân mà ông ta đã ghé thăm cuối tuần hôm đó, nữ diễn viên Nancy Neal. Ngoài ra, vào buổi tối trước khi Agatha mất tích, hai vợ chồng đã cãi nhau rất to vì Archie đòi đâm đơn ly dị. Ngày 7 tháng 12, thứ ba, tờ báo The Daily Mail treo thưởng 100 pounds, gần 150 triệu Việt Nam đồng theo tỷ giá hiện nay, cho bất cứ ai có đầu mối nào có thể giúp ích cho vụ án. Vụ việc trở thành tin nóng hổi trong nhiều tờ báo nổi tiếng ở Anh Quốc và thậm chí còn được in lên chính giữa trang nhất của tờ New York Times. Vụ mất tích trở thành tâm điểm của giới báo chí và cũng là chủ đề chính trong mọi cuộc thảo luận trên báo đài. Ai cũng có suy luận riêng về những gì đã diễn ra. Nhiều ngày sau đó, vụ án thậm chí còn có thêm sự trợ giúp của hai vị khách rất đặc biệt, Conan Doyle, tiểu thuyết gia huyền thoại, cha đẻ của Sherlock Holmes và Dorothy Sayers, một trong bốn nữ hoàng trinh thám cùng thời với Christie. Cả hai người sử dụng cách thức riêng để tìm ra manh mối, thế nhưng kết quả thu được cũng không mấy khả quan.
số phận của Agatha vẫn bị bao trùm trong một lớp sương bí ẩn. Sau hơn một tuần tìm kiếm, với hơn 1.000 cảnh sát và 15.000 tình nguyện viên vào cuộc, trong đó có cả sự giúp đỡ từ nhiều gia đình khá giả, vẫn không thể tìm ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy những nhà văn còn sống sót và khỏe mạnh. Tất cả những phương pháp tìm kiếm đều đã được áp dụng, từ việc dùng chó nghiệp vụ, truy tìm bằng máy bay, đến cả những nghi lễ gọi hồn. Cảnh sát thậm chí còn sục sạo cả những bản thảo còn đang dang dở, với hy vọng rằng Agatha đã để lại một manh mối nào đó. Nhưng tất cả những nỗ lực trên đều thành công cốc, vụ án lúc này đã không thể được nhìn nhận như một vụ mất tích thông thường, mà đã bị coi là một vụ giết người. Nghi can số 1 trong mắt dư luận không ai khác chính là Archie, người chồng đã chung sống với Agatha suốt 12 năm. Vụ ngoại tình của ông với nữ diễn viên Neil chỉ càng cho báo chí thêm nhiều nguyên liệu để sao nấu thêm hàng tá những lời suy đoán và đồn thổi khác. Thế nhưng, tưởng như mọi hy vọng dành cho Archie đã không còn, nữ nhà văn mà ai cũng nghĩ là đã chết đột nhiên lại quay trở về. Ngày 15 tháng 12, 11 ngày kể từ khi Agatha Christie mất tích, cảnh sát bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ một nhân viên phục vụ tại khách sạn Hydropathic, hiện tại là khách sạn Oldswan ở Harrogate, Yorkshire, thông báo rằng một vị khách mới đến từ Nam Phi có ngoại hình giống hệt với nữ nhà văn mất tích. Cảnh sát tức tốc phi thẳng đến khách sạn Hydropathic cùng với người chồng Archie để nhận diện nữ nhà văn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Archie đã khẳng định luôn rằng người phụ nữ này đúng là vợ mình. Thế nhưng cô ta lại tỏ vẻ xa cách với ông. Cô khăng khăng không nhận tên mình là Agatha, cho dù đã nhìn thấy ảnh của chính mình và con gái. Có vẻ như nữ nhà văn đã mất đi toàn bộ những ký ức trước đó về gia đình và sự nghiệp. Điều đầu tiên cô nhớ được khi tỉnh dậy là Nam Phi và chữ Neil, khiến bản thân cô tin rằng mình là một người phụ nữ Nam Phi có tên Theresa Neil. Cho đến ngày hôm nay, vẫn không ai biết chính xác về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian 11 ngày mất tích của Agatha Christie. Những giả thuyết về sự biến mất đột ngột của bà hiện nay chia làm 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất cho rằng đây đơn giản chỉ là chiêu trò quảng cáo rẻ tiền của nhà xuất bản để quảng bá cho tác phẩm đang bán chạy của họ. Trùng hợp thế nào, bản phẩm nổi tiếng nhất của Agatha lúc đó, vụ thảm sát ông Roger Ackroyd vào nửa năm trước ngày bà mất tích. Không chỉ vậy, sau lần mất tích đó, Agatha trở nên nổi như cồn, từ một ngôi sao đang lên trở thành nữ hoàng trinh thám. Nhóm thứ hai thì lại cho rằng không có chiêu trò nào ở đây hết. Lúc đó Agatha vừa mới đưa tiễn mẹ mình, một trong những người duy nhất bà có thể dựa vào. Trong cuốn tự truyện sau này, Agatha cũng miêu tả rõ hơn sự ra đi của người mẹ đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà đến mức nào. Bà thường có những cơn đau đầu, chóng mặt hay quên mất mình là ai, làm gì và ở đâu. Không dừng lại đó, khi hay tin về vụ ngoại tình của chồng, bà càng căng thẳng hơn và hay nghĩ quẩn. Vậy nên việc bà bỏ nhà ra đi với ý định tự sát sau khi cãi nhau với chồng tối hôm đó cũng là điều dễ hiểu. Và cũng có rất nhiều lý do để giải thích vì sao bà rút lại quyết định đó. Đứa con Rosalind, tín ngưỡng tôn giáo, hoặc cũng chỉ đơn giản là sợ chết. Thế nhưng, sự căng thẳng kéo dài có lẽ đã khiến bà tạm thời quên đi về tên tuổi, sự nghiệp và gia đình của mình. Cuối cùng là giả thuyết của nhóm thứ ba và cũng là giả thuyết mà mình thích nhất. Đó là không có vụ mất tích nào ở đây hết, không có người phụ nữ mất trí nhớ nào hết. Mà tất cả vụ lùm xùm này là một kế hoạch đã được sắp đặt tinh vi của chính nữ nhà văn để dằn vặt gã chồng ngoại tình của mình. Thử nghĩ mà xem, toàn bộ những tình tiết của vụ án này chẳng phải rất giống với những vụ án thường xuất hiện trong tiểu thuyết của Christie hay sao? Chúng ta bắt đầu tiểu thuyết với một người phụ nữ bị cho là mất tích một cách bí ẩn và bị nghi là đã chết. Nghi can số 1 là người chồng sau khi tất cả những bê bối về đời tư của gã bị cảnh sát phanh phui và tưởng như chỉ cần bắt hắn khai ra nơi chôn xác là mọi chuyện sẽ kết thúc. Thế nhưng ông ta lại có một bằng chứng ngoại phạm cực kỳ thuyết phục khiến cho khả năng gây án trở nên bất khả thi. Cảnh sát và dư luận thì thường xuyên đưa ra những kết luận sai lầm và thường hướng sự nghi ngờ đến nhầm đối tượng. Ở đây là chồng của Christie. Và tất nhiên, chúng ta không thể không nhắc đến sự xuất hiện của chứng mất trí nhớ. Khi người nắm giữ những mẩu thông tin quan trọng nhất để giải đáp bí ẩn, đột nhiên lại không thể nhớ được những manh mối chìa khóa đó. Ở phần kết của câu chuyện này, khi người phụ nữ tưởng như đã chết, đột nhiên được tìm thấy và trở về với gia đình. Cô ta lại quên sạch toàn bộ những thứ đã xảy ra trong 11 ngày đó, cũng như gia đình và sự nghiệp của chính mình. Thiếu sót lớn nhất ở đây có lẽ là vài thám tử. Mặc dù vụ án có sự trợ giúp của hai tiểu thuyết gia Conan Doyle và Dorothy Sayers, nhưng không ai trong số họ có khả năng tìm ra chân tướng sự việc. Tuy nhiên, khác với những tiểu thuyết khác của Christie, đây là một tội ác hoàn hảo trong cả ba khía cạnh Who Done It, How Done It và Why Done It. Không ai biết danh tính, thủ đoạn lẫn động cơ của hung thủ và vụ án chìm vào dĩ vãng. Đúng là chỉ có những người với danh hiệu nữ hoàng trinh thám mới đủ khả năng để dàn dựng lên một kế hoạch kín đáo và tinh vi đến vậy. Nói đến đây, mình cũng cần phải nhắc lại rằng, mặc dù đây là giả thuyết mà mình thích nhất, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở giả thuyết mà thôi. Tuy nhiên, chính vì không có giả thuyết nào được coi là chính xác nhất, nên ba luồng ý kiến trên đều có thể được coi là những điều thực sự đã xảy ra. Nếu bạn tin rằng nó thực sự đã xảy ra, giống như con mèo của Schrödinger vậy, con mèo có thể được coi là sống, nhưng cũng có thể coi là đã chết.
khi nó được đặt trong một hộp kín mà không thể quan sát từ bên ngoài. Vụ án này cũng vậy, tâm trí của Agatha có thể được coi như một cái hộp kín mà bạn có thể thoải mái đưa ra giả thuyết về những suy nghĩ của cô. Liệu cô có phải một kẻ giật dây trong vụ mất tích của chính mình, hay chỉ là một người phụ nữ đau khổ khi mất mẹ và phải sống với một ông chồng ngoại tình? Miễn là giả thuyết của bạn không đi ngược lại với những sự thật đã được tiết lộ trước đó, thì tại thời điểm đó, giả thuyết đó sẽ được coi là những gì đã thực sự xảy ra. Suy cho cùng, đây là một vụ án liên quan rất nhiều đến đời sống riêng tư của Agatha, vậy nên chúng ta cũng cần tiếp cận với tinh thần tôn trọng nhất định. Nữ nhà văn về sau cũng không nhắc lại về sự kiện này thêm lần nào nữa cả, kể cả trong cuốn tự truyện của bà. Sau ốm đau là buồn bã, tuyệt vọng và tan vỡ, không cần xoáy sâu vào nó đến vậy. Đây là một trong những trích đoạn nho nhỏ trong cuốn tự truyện. Cho dù sự thật có là gì đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ nhận rằng đó là một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời của Agatha Christie, khi những sự kiện đau buồn cứ như những cơn sóng dữ ập tới. Vậy nên, chúng ta, những người không trong cuộc, nên có cái nhìn công tâm và sáng suốt để không quá sa đà vào cuộc sống của người khác. Ai cũng có ba cuộc sống, công cộng, riêng tư và bí mật. Vì vậy, hãy tôn trọng phần bí mật đó. Và đó là những gì mình biết, kèm theo đó là một vài suy nghĩ của mình về 11 ngày mất tích đầy bí ẩn của nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Nếu các bạn muốn nghe thêm những câu chuyện như trên, hãy nhấn nút thích, đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để trở thành người xem sớm nhất khi bọn mình ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.